Được chị Mai đâu? Thay đồ. Cậu bán trái. Không dùng, công chí cất. Cái sổ tay à? Sổ tay công chí sẽ được cấp, sổ tay công chí để nguyên ở chị trong ấy. Cái đồng hồ à? Chị sẽ được cung cấp về thời gian. À, cho em xin một cái máy GoPro để ghi lại hình. Các đồng chí không sử dụng các nội dung quay phim. Tí nữa tôi sẽ giải thích lý do tại làm sao. Những cái đồ nào đồ nót của công chí để lại, còn tất cả công chí bỏ hết. Đồng chí cứ để đấy, đồng chí tắt nguồn. Rồi đồ nót đồng chí cứ xếp ra. Tiếp. Không vấn đề gì, công chí không phải ngại ngần. Camera trước mặt kìa. Đồng chí Nhung làm gì đấy? Em quên mất đồ ạ. Thưa đồng chí chỉ huy, tôi xin phép được giữ lại một vài bộ đồ trang điểm để ngoài da của tôi đang trong quá trình điều trị. Mời đồng chí Nhung. Em cũng xin xin lỗi đồng chí. Tôi cũng xin giữ lại một số đồ trang điểm. Đơn giản thôi. Cho phép trong thời gian công chí đúng 2 phút. Các ông chí lấy toàn bộ cái vật dụng một theo quy định, son môi và chân mày và kem dưỡng da để liên quan đến việc sắp xếp nội vụ vệ sinh trong quá trình thực hiện. Đồng chí rõ chưa? Dạ không thể được cả. Rõ chưa? Rõ. Đồng chí Giang rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ, nếu mà có ý kiến ạ. Mời đồng chí Giang. Thế đồng chí là bởi vì cái đồ trang điểm nó không phải là quy định theo món ạ, mà là nó là chỉ là một vài món đồ thôi, nhưng mà nó phải có đủ các bước ạ. Thì bởi vì mình nghĩ rằng là chắc là thầy không hiểu về cái đồ trang điểm của con gái. Thì Giang lại xung phong trong giải thích thêm một lần đó là thầy ơi, không phải là như vậy. Nhưng mà tất nhiên là chúng tôi sẽ làm một cái thật là nhanh gọn, chứ không phải là làm lâu như mọi khi ạ. Sẽ đảm bảo cái thời gian hoạt động và không ảnh hưởng đến thời gian trong 11 điều một ngày ạ. Cho phép trong thời gian công chí đúng 2 phút. Công chí lấy toàn bộ cái vật dụng, nhưng tôi lưu ý để lại công chí sử dụng. Nhưng nếu công chí trong quá trình kiểm tra nội vụ vệ sinh không đúng quy định, chúng tôi sẽ tiến hành thu lại. Công chí rõ chưa? Rõ.